10 ca phẫu thuật thẩm mỹ thất bại thảm hại đến mức điên rồ. Xin chào mọi người đã trở lại với top 5 kỳ bí. Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, có lẽ ai ai cũng mong muốn khi mình sinh ra luôn có được vẻ đẹp trời phú. Còn nếu không được may mắn như vậy thì có thể sẽ mang một thân hình không được như ý muốn. Tuy nhiên, với công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ hiện đại ngày nay thì vẻ đẹp sẽ được chỉnh sửa và dao kéo. Nhiều người sẽ có được vẻ đẹp mà nhiều người thèm muốn. Bên cạnh những thành công của phẫu thuật thẩm mỹ, những ca phẫu thuật thất bại cũng khiến nhiều người đáng sợ không kém. Trong video ngày hôm nay, top 5 kỳ bí sẽ giới thiệu với quý bạn và các vị về 10 ca phẫu thuật thẩm mỹ tuy được chủ nhân chi tiền cực kỳ mạnh nhưng lại thất bại thảm hại. Thứ 10, Farrah Abraham. Ngôi sao của series truyền hình Mỹ The Teen Mom, Farrah Abraham đăng tải hình ảnh đôi môi đáng sợ của mình trên mạng xã hội Twitter với lời nhắn: "Các cô gái, đừng nói là tôi không cảnh báo nhé." Farrah Abraham tiêm chất làm đầy vào môi của mình. Ngay sau đó, cô đã có những triệu chứng dị ứng với loại hoạt chất này, khiến môi trên sưng phồng rất khó coi. Đây không phải là lần đầu tiên Farrah Abraham đụng dao kéo. Trước đó, người đẹp này đã sửa mũi, chỉnh sửa cằm và nâng ngực. Thứ 9, Heidi Montag. Heidi Montag thú nhận cô nghiện phẫu thuật thẩm mỹ và từng trải qua 10 ca phẫu thuật thẩm mỹ chỉ trong một ngày. Dung nhan và cơ thể biến dạng vì lạm dụng dao kéo đã khiến Heidi nhanh chóng hối hận. Cô chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng tôi ước mình chưa bao giờ phẫu thuật thẩm mỹ. Thứ 8, Renee Zellweger. Nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất phim Renee Zellweger là một người cực kỳ tài năng. Trong quá khứ, cô đã khiến toàn bộ thảm đỏ Early Woman in Hollywood 2014 ngỡ ngàng bởi dung nhan hoàn toàn khác của mình. Renee Zellweger được cho là đã lạm dụng Botox để xóa mờ nếp nhăn, khiến khuôn mặt của cô bị biến dạng. Thứ 7, Amanda Lepore. Amanda Lepore từng được ca ngợi là một trong những người mẫu chuyển giới xinh đẹp nhất thập niên 80 và 90. Tuy nhiên, vì quá đam mê đại tu nhan sắc mà diện mạo của Amanda. Lepore đã biến dạng tới khó coi. Cặp môi dày quá khổ, khuôn mặt méo mó bị Botox, đôi mắt không khác gì mắt mèo, biến Amanda đã trở thành biểu tượng thảm họa của phẫu thuật thẩm mỹ. Dolly Parton, tác giả của bản tình ca đình đám I Will Always Love You, cũng là một nạn nhân của phẫu thuật thẩm mỹ. Dolly Parton vốn có một khuôn mặt rất xinh đẹp. Vì quá mong mỏi níu giữ tuổi thanh xuân mà bà đã sa vào các biện pháp làm đẹp xâm lấn. Khiến khuôn mặt biến dạng nghiêm trọng. Thứ 5, Jenny Dickinson. Biến chứng của những lần phẫu thuật thẩm mỹ trước đó dường như không làm Jenny Dickinson khiếp sợ. Ở tuổi 59, bà vẫn tiếp tục tân trang bộ ngực của mình, vốn đã từng đụng dao kéo 30 năm trước đó. Vẻ đẹp từng khiến bao nhiêu chàng trai điêu đứng của nữ hoàng catwalk Jenny Dickinson ngày nào giờ đã biến thành siêu mẫu tàn tạ nhất thế giới. Thứ 4, Jolene Wildenstein. Chỉ hơn 3 triệu đô la Mỹ để làm đẹp, nhưng những gì Jolene Wildenstein thu lại được lại là dung nhan ngày một khủng khiếp. Jolene Wildenstein trải qua ít nhất 7 cuộc dao kéo, từ nâng mặt, tạo hình mắt, bơm collagen vào môi, má và cằm, nhưng chúng đã thất bại thảm hại. Thứ 3, Sharon Osbourne. Cựu giám khảo của American Got Talent, Sharon Osbourne chia sẻ bà đã rất hối hận khi chi tới 3 tỷ đồng, tương đương 120.000 bảng Anh để hút mỡ, nâng ngực, tiêm Botox. Nhưng kết quả của những lần tân trang nhan sắc này là khuôn mặt căng bóng, méo mó đến khó coi. Thứ 2, Melanie Griffith. Nữ diễn viên đình đám người Mỹ Melanie Griffith đã khiến khán giả vô cùng tiếc nuối khi dung nhan ngày một khác lạ. Bà chia sẻ rằng tất cả mọi người đều nói rằng trông tôi thật đáng sợ. Nữ diễn viên 60 tuổi được cho là đã tiêm chất làm đầy vào môi, sử dụng Botox và phẫu thuật cắt mỡ thừa ở võng mắt. Thứ nhất, Beat Byrne. Không chỉ có các sao nữ giới mới có niềm đam mê bất tận với việc đại tu dung nhan, nam ca sĩ lừng danh của thập niên 80, Beat Byrne cũng ghi tên mình vào danh sách những thất bại thảm hại của phẫu thuật thẩm mỹ. Khuôn mặt biến dạng của Beat Byrne là hậu quả của nhiều lần sửa mũi, nâng má, xăm mắt, bơm môi.